Xin chào tất cả các cô, các bác và anh chị đã đến với nội dung tiếp theo trên kênh của Quả La Lin. Quý cô bác ơi, ngày hôm nay thì là một cái ngày đặc biệt của em Cói. Nay là ngày sinh nhật của em Cói cô bác ạ. Tại vì là theo như Cói được biết thì người Kinh thì mọi người hay tính cái ngày sinh nhật vào ngày dương. Nhưng mà còn dân tộc Dao Đỏ em Cói là lấy cái ngày sinh nhật là ngày âm. Thì hôm nay là ngày 23 tháng 5 âm là có là có tổ chức sinh nhật đấy. Trước nhẹ thì cô Thanh Thủy là cô có hỏi em Cói là xem là ngày sinh nhật của em Cói là ngày bao nhiêu. Nhưng Cói vẫn nói là ngày sinh nhật của em Cói thì em Cói tính ngày âm là ngày 23 tháng 5 âm lịch đấy. Cô nói là em Cói có tổ chức không thì em Cói bảo là em Cói thì em sẽ không có tổ chức đâu. Nên cô bảo là thôi thì bây giờ là tuổi trẻ thì mình cứ tổ chức thôi. Nên là bữa cơm sinh nhật ngày hôm nay và mua bánh các thứ là cô Thanh Thủy cô mời. Đấy cô bảo thế. Đây là món này là món món gì đây anh Thành? Món hàm cố châu. Hàm cố châu á? Hôm nay là món hàm cố châu. Đây là chỗ mà bầy nhầy bạc nhạc của con trâu ấy ạ. Sẽ đem đi nấu làm thằng cố. Đấy. Ngoài món thằng cố trâu ra thì còn có cả món ngan luộc nữa. Đấy. Sảnh ơi! Đây đằng sau này thì chị Sảnh đang hái rau. Em Sảnh xin chào các cô, các bác nhá. Rau này là vụ cuối rồi ấy nhỉ? Vâng. Chắc bằng này đủ rồi chị ạ, luộc thôi mà. Ừ. Nấu canh. Nhanh qua mùa. Vâng. Hôm nay là chị Sảnh sang đây chơi. Bây giờ là em Cói sẽ bóc bánh sinh nhật trước để chụp một vài cái ảnh để làm kỷ niệm trước đã. Chứ không là khi mà bóc bánh ạ thì nhà có trẻ con là lúc mà bóc lên thì trẻ con là tranh nhau bóc, nhào tới bóc luôn. Vì cái em bé rất là thích. Từ nay sẽ có trẻ con nên là sẽ đông trẻ con. Đấy. Cái này là bóc như nào nhỉ? Tại vì mình chưa làm cái điều này bao giờ ấy. Đấy, lôi ra thôi. Lôi ra thế á? Ôi. Đây là lần đầu tiên anh Cói bóc bánh sinh nhật. Nhẹ nhàng kéo ra thế nhỉ? Hôm nay là bánh sinh nhật này là của cô Thanh Thủy ở bên Úng. Đây là cô có tặng cho em Cói. Wow. Đâu nhờ vậy? Cắm cái gì vào đây nữa? Có cái phần cắm vào trên kia. Từ từ, cái này là như này à chị Sảnh? Ừ, cắm vào đấy. Dưa hay là dưa. Như này à? Đâu nữa? Kiểu gì nữa? Như nào nữa? Cái này cắm ở đâu? Cái cắm ở đâu cũng được, tùy mình. Đưa anh Thành nghe máy đi. Cắm ở đây. Nhận nhá. Ừ. Số 22. Bây giờ là năm nay em có 22 tuổi rồi. Như này à? Chuẩn không đây? Phải không? Đấy. Như này à? Rồi cái bây giờ là sao bị gãy sao nhỉ? Gãy chứ ở đây này. Cái phần gãy đây này. Ồ, thôi kệ nó không sao. Đây. Thôi chả đốt nến đâu nhỉ. Đây như này thôi. Đấy, ra bên ngoài ruộng chụp ảnh. Tại vì hôm nay là chúng em cũng mới từ trên nhà của cụ Sùng về ấy ạ. Nên về là cũng tranh thủ tắm rửa xong à bóc bánh. Đấy, cơm thì cắm rồi. Vâng, chụp ảnh làm kỷ niệm. Đấy. Đây là trước cửa nhà. Mọi khi là đỏ lắm luôn ý, hoàng hôn ý. Đây, ui, được chưa?
Ui rồi, mà đã ăn ngon thế. Ngon không con? Ngon à. Ôi chà, cho bác xin nhé. Ôi ừ, kìa xì chưa này. Con ăn đi. Làm cái gì đấy? Rửa rau thơm à? Cái rau đấy, lá thăng cố. À, lá thăng cố á? Lá thăng cố là lá gì? Là lá thăng cố. Thăng cố quá, thăng cố đang không biết được. Thì nên cho một ít vào thăng cố trâu. Ừ. Ở đây là rau bạc hà. Vâng, rau này nó bị lụi hết rồi. Ừ, không phải mùa. Chắc không phải mùa của nó. Vâng, hết mùa rồi. Ừ. Thì nó lại lấy một ít em dã làm nước chấm rồi. Ừ. Không biết ăn kẹo. Anh có là không biết chặt thịt gà thì chặt không được đẹp lắm. Ui giời. Người Việt Nam có câu cần phù bù thông minh, miếng phủi ăn những thịt rơi xuống đất phủi bù lại lên mâm. Nhanh quá. Thịt gan này dày chưa? Ừ. Nhiều thịt. Này, ăn này và tái tái này này. Ừ. Ngon lắm. Có ăn không? Ăn nữa không? Hả? Sao phải đạt ăn ít thôi thì con ăn nữa. Đây, đạt miếng da nhá. Ăn miếng da. Không bẩn. Ừ. Con đói chưa? Đói. Ừ. Hãy con ăn đi, sao đấy? Ngon không? Ngon không con? Đây mẹ sái quá nhỉ? Con nhé, không sợ đâu. Ừ. Mẹ thải bé cho con ăn nhé, dai quá. Kệ, thích ăn vậy đấy. Đánh bên giúp em cả cái bát tiết đấy nhá. Ừ. Ở trong này vàng nhỉ? Cái hiệu ứng quay vàng bên ngoài trắng nõn mà. Về đạt. Ở trong này nhìn gì vàng khè này. chắc cái cam, à cái đèn ấy. Ừ, cái đèn soi. Không cắn được á, bên mẹ xẻ bé ra nhá. Nhá mẹ bóc ra nhá. Bác bé nhá. Con chào chưa? À, này có cả mực cơ à? Trời đang nóng này, cái mực uống bia. Tuyệt vời luôn nhỉ. Ừ, nó to vậy á. Hai con. Hai con. Giờ to thế á? Vâng. Phải cho nó quất quất hay sao ấy. Ôi thơm thế. Này thì tốn bia lắm. Rau mực á. Dài dài. Nó chín vậy á. Ngày này đi đập. Các kiểu này là đập mực. Nghe búa được ăn mực. Ăn mực khô.
Cái gì vậy? Con mực. Mực. Con ăn với. Con mất à? Con ăn mới. Đây đây là bố xé lát nào. Từ từ. Có mực tí. Cắm mực đây này. Ngồi dậy. Ngồi dậy nhé. Áo lọc bị gì rồi. Thì ăn to thì nó đây. Cứng. Ăn to cứng. Con à. Do con mực đây. Con mực. Được này, bẹp, đập mãi không biết. Ra bông. Bò là ăn. Rất nhanh. Mấy lần mà mua. Vâng. Cô ba người bây giờ thì mời các cô các bác ăn cơm cùng với lại chúng em ạ. Đầu này thì có mực này, mực khô. Khô lần thứ hai được ăn đấy à? Vâng. Mì, thằng Cố Châu, nem thính với lại ngan, rau luộc. Chẳng còn gì nữa, có mực khô còn mua. Con mời mẹ hôm nay là rất là cảm ơn cô Thanh Thủy là cô đã tổ chức sinh nhật cho em Cói. Hôm nay thì Cói rất là vui rồi. Rất là cảm ơn cô là đã luôn luôn là yêu mến chúng con. Chào người bên kia vậy. Vâng. Đây này, áo trắng con bò. À không sợ biết. Ủa chúng con á. Vui vui vậy chứ. Chào mừng vui bà. Vui bà. Con mới à. Đi. Uống nhiều có mai mà có cái gì khó là anh bảo phải ổn. Đây, 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 đây. Nem này người làm. Nem làm ở cổng chợ. Đây, đây á. Đây. Này, đặt này. Nghe lên. Được chưa? Vâng, được ạ. Đây, được chưa? Đây, con mời mẹ ăn cơm, anh chị ăn cơm ạ. Ừ. Bên đấy chắc không ai ăn luôn. Đấy. Nào con ạ. Đây, 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 đây có. Đấy, đây có, đây rồi hả? Đấy, đấy. Bên kia không với được. Ồ, thế hả? Đây, với được. Ồ, chị Văn không uống bia, uống đi. Vâng, rồi. Ờ, tôi xin dành không uống à. Càng chúc mừng cả già đi. Già trẻ muốn chúc. Thôi chúc mừng năm mới. Ăn mì này ngon đấy. Này gừng. Mì này. Có thể nó mì to bằng ngày xưa nó. Thì cái này nóng như kết thì ngon. Đây ăn này ạ. Đây. Cái này là cái món thằng Cố Châu này là vẫn còn thiếu đồ đấy. Không đầy đủ. Bình thường thằng Cố Châu nó phải có tổng hợp cả nội tạng vào cơ. Hôm nào thì sẽ làm một cái video hướng dẫn cụ thể nấu thằng Cố Châu cho nó chuẩn. Trên chúng em thì này gọi là châu cả con đấy. Vâng, đấy châu nấu thập cẩm đấy. Vâng. Cái gì phải có ai này? Mỗi thứ sẽ có một tí lòng, gan, phèo, phổi, một tí thịt ra. Đấy, tổng hợp hết vào. Mình là trên mình là đa phần là nổi tiếng món thằng cố ngựa trâu này. Bò cũng nấu được thằng cố cơ. Đấy. Thằng cố ngựa thì có Bắc Hà nổi tiếng rồi. Vâng. Nội mùa chợ tuần có phổi lợn nè anh. Phổi lợn nè. Không phải rửa đâu ạ. Lâu lâu thôi. Lâu lâu rồi. Lâu thắng sợ mình. Đấy. Sao? Cái này gọi là lá mờ. Ở nhà chị cái này ăn lá mờ. Lá mờ, lá ổi ấy. Lá ổi cũng ngon này ạ. Lá mờ, cái lá nhội ấy. Vâng. Lá nhội nhỉ? Vâng. Lá nhội thì ăn nó hơi chua chua tí. Qua lọc. Ngon. Bảo ăn kìa nào. Úi dồi. Hai lá mơ được à? Vâng, ôi ăn phải ăn ngậm mồm mới sướng. Đây là cái nước chấm chị Vân khắc pha.
mọi người ai cũng khen ngon. Không. Ăn được không? Được. Mai kia anh định lập quán đấy. Quán bán nước mắm. Quán nước chấm. Quán nước chấm nem thính à? Làm quán nguyên bán nước chấm. Hai ông bà đi. Không kệ cho nó. Mồm thì nói thế thôi nhưng mà... Đây mỗi thằng một cái đi. Đây bốn cái. Đây đổi mũ ra đàn như nên. Này mũ siêu. Này mũ siêu nhân này thôi em không phải đội đâu. Cho này sinh nhật vào này đội hết. Từ từ thổi nén đã nhá, bình tĩnh nhá. Ui nó bị đập rồi. Ở bên nào nhỉ? Bên này kéo từ từ, không phải vội, từ từ. Hả? Đáo. Từ 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 mẹ. Bảo kia. Bảo kia. Có người bảo về cái em chiếc hàng là thế nào? Từ 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 bình tĩnh. Ơi đặt đây đừng đừng từ 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 đây để lên đây đã. Đáo, đưa đây cho mọi coi nè. Đâu 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 bình tĩnh đạt ơi từ 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 đạt được à nào đạt ơi bảo mẹ buộc cho ôi ôi đây 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 cắm vào đây nào đây là cắm cả này nữa cho lịch sự tí đâu lên bé ơi lên bé chưa chưa tắt điện ơi lên bé đâu nhỉ. Ba cái á, sợ ba cái. Từ từ chưa đốt. Tôi cho nhiều cái xanh đỏ tím vàng. Nào. Bình tĩnh. Từ 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 từ. Tắt quạt đi. Ôi giời sao nó không cháy này. Ô. Bên này. Lấy một cái nến để mà ấy không ấy bật như thế đấy làm con nhung ấy tí đừng có quên để bảo là một phút đi lặn đó. Chờ đốt cái này đi vậy đốt cái hàng đã một cái cung điện trộn nó đang chú hết mỏ lên rồi đây này. Hai cái nến đầu cây này bị tối nào trong vòng ngoài đấy gì thôi vậy được rồi từ từ không thổi không được thổi từ từ bình tĩnh đừng. Bọn này chú hết mỏ lên rồi rồi. Sẵn sàng đấy, nhanh lên. Từ từ. Hát Happy birthday đi. Nào, bắt đầu nhá nào. Vậy thành người quay cái sao ta. Ôi, ôi, từ từ. Đây. Đây này, chị có cầm này luôn này. Đây. Đang hát đi, đang hát đi, đang hát từ từ bật điện lên từ từ bình tĩnh lấy ra mới cắt bánh được. Nếu may là chiều nay con chụp ảnh trước đấy không là không còn rồi. Ăn đấy lấy cho tôi bóng cho vào đây cho tôi bóng đây. Giờ đóng mũi hả? Giờ kia nó lại cả tàn một. Từ đã bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh. Đưa đây. Không bôi đâu. Đạt ơi. Con được rau linh tinh nữa nhá, không vui. Đây là chia dĩa cho đi. Là chia dĩa đi đây này con này. Đây mẹ này. Không, không ăn. Đâu, đã ăn cái quả này nhá. Đây. Này. Nhờ. Đâu đưa cho mẹ đi. Đây bà ăn làm bánh này con. Rồi ăn đi. Đây ui ui ui. Con này chị Vân này. Đây. Ôi Đạt ơi, từ từ đi. Nào, Đạt nghiêm túc tí. Ăn đang
Đây, cô đang đây. Hết. Nạt ơi. Quân phải cắt quả bác ấy. À, rồi, tí sẽ cho quả. Không lấy quả, không lấy quả. Không ăn à? Vậy ăn rồi đi nha. Này, chị Vân có chưa? Ăn đi. Mẹ bảo bác có cái bổ thay ý. Bổ gì? Bổ quả kia. Đây. Bánh kia đấy. Bánh nhiều em. Lấy cả quả đỏ nhá. Đấy nha. Rồi, phần đạt có rồi. Vậy cho quả đỏ vào đây nhá. Đi đây, bê đi. Đâu đưa đây, bà đưa đây. Bà đưa đây. Bà đưa quả đây mẹ ăn. Con không ăn à? Sảnh có chưa nhỉ? Nào. Đây, anh Thành ơi, chuyển cho anh Tuyển. Ăn đi mọi người, ăn đi ạ. À? Sảnh ơi, cho ta cái túi bóng này, tí cắt một miếng cho con của anh Trang mang về.